viết vào chỗ chấm. Các em hãy cùng quan sát lên các đồng hồ này và thực hiện theo yêu cầu. Kim giây mỗi đồng hồ sau chỉ bao nhiêu giây? Ở đây đồng hồ thứ nhất thì chúng ta thấy là di chuyển qua đây là 5 giây. Chúng ta sẽ ghi số 5 vào đây. Ở đây thì chúng ta đếm được là số 12 đến số 3 là được 15 giây. Chúng ta sẽ ghi số 15 vào đây. Bên đây chúng ta được 35 giây. Và đồng hồ thứ tư này chúng ta được là 60 giây. Một phút thì bằng 60 giây. Ở đây thì ngược lại nha các em, 60 giây thì bằng 1 phút. Rồi, chúng ta vừa thực hiện xong. Ở phần tiếp theo, vỗ tay theo sự di chuyển của kim giây trên đồng hồ rồi viết vào chỗ chấm. Kim giây nhích một vạch, các em vỗ tay một cái để cảm nhận khoảng thời gian một giây. Như vậy thì chúng ta sẽ điền vào những chỗ chấm ở đây nè. Kim giây nhích một vạch, vỗ tay một cái, tương ứng là một cái vỗ tay là một giây. Kim giây nhích hai vạch thì vỗ tay hai cái, tương ứng đây là hai giây. Kim giây nhích 10 vạch thì vỗ tay 10 cái, tương ứng đây là 10 giây. Ở phần thực hành số 2 thì chúng ta sẽ có câu như sau. Đón xem bao nhiêu giây. Một nhóm bạn hát một vài câu, cả lớp không nhìn đồng hồ. Đón xem các bạn đã hát trong bao nhiêu giây. Thì các em xem, câu hát của các bạn trong đây hát là mẹ của em ở trường. Thì tùy theo câu hát của bạn là hát một vài câu, thì một câu như thế tương đương khoảng 4 đến 5 giây. Đó, thì ba câu thì chúng ta được khoảng 12 giây. Thì chúng ta tùy theo các bạn hát bao nhiêu câu thì trả lời số giây bấy nhiêu ha các em. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần thực hành. Câu 1, điền số vào chỗ chấm. Câu A, 2 giờ thì bằng bao nhiêu phút? Chúng ta có 1 giờ thì bằng 60 phút. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy 60 nhân cho 2 thì chúng ta sẽ được là 120. Như vậy chúng ta nói là 2 giờ thì bằng 120 phút. 5 giờ thì bằng bao nhiêu phút? Chúng ta sẽ lấy 5 nhân cho 60. Chúng ta sẽ nhân nhẩm nha. 5 nhân 6 là 30. Thêm số 0 qua là 300. Thì chúng ta có 300 phút nha các em. 5 giờ thì chúng ta có 300 phút. Ở bên đây thì chúng ta có là 1 phút thì bằng bao nhiêu giây? Như chúng ta đã biết là 1 phút là có 60 giây. 3 phút thì chúng ta sẽ lấy 3 nhân cho 60 thì 3 nhân 6 18. Chúng ta thêm số 0 vô. Nhân cho 60 thì còn vô số 0, chúng ta sẽ đem qua. 3 nhân 6 18 là 180 giây. 3 phút thì bằng 180 giây. Câu B, 2 giờ 30 phút thì bằng bao nhiêu phút? Chúng ta sẽ lấy 30 phút chúng ta giữ nguyên. 2 giờ chúng ta đổi ra được 120 phút. 120 phút thêm 30 phút là được 150 phút. Rồi, 8 giờ 15 phút thì bằng bao nhiêu phút? Thì chúng ta sẽ đổi giờ ra phút. 15 phút chúng ta giữ nguyên. Chúng ta lấy 8 nhân cho 60. 6 nhân 8 48, 480. 480 cộng cho 15 là 495. Được 495 phút. Chúng ta sẽ tính ra ngoài nháp nha các em. Rồi chúng ta sang bên đây. 5 phút, 5 giây. Đổi ra giây. Như vậy số giây chúng ta sẽ giữ nguyên. Chúng ta chỉ đổi các phút ra giây thôi. 5 phút thì bằng bao nhiêu giây? 1 phút thì bằng 60 giây. Chúng ta lấy 60 nhân cho 5 thì được 300. 300 giây. 300 cộng cho 5 giây là 305 giây. Bảy phút 45 giây bằng bao nhiêu giây? Thì đây chúng ta sẽ quy đổi phút ra giây.
45 giây chúng ta chỉ cộng vào thôi ha. 7 phút chúng ta lấy 7 nhân cho 60, tại vì 1 phút thì bằng 60 giây. Chúng ta lấy 7 nhân cho 60, 7 nhân 6. 7 nhân 6 là 42. Thêm 0 là 420 giây. 420 cộng cho 45 là 465 giây. Cô hướng dẫn các em cách đặt nháp câu 1. Rồi. 120 cộng cho 30 thì ra 150. Ở câu 8 giờ 15 phút thì chúng ta cũng xem 8 giờ 15 phút người ta yêu cầu, đề bài yêu cầu chúng ta sẽ đổi ra phút. Như vậy thì chúng ta sẽ đổi cái 8 giờ này nè thành bao nhiêu phút? Thì chúng ta sẽ lấy 8. Chúng ta sẽ nhân cho 60. Tại vì 1 giờ có 60 phút ha. Hai con số là liên quan với nhau. 8 x 60. Ở đây là đơn vị, ở đây là 15 phút chúng ta sẽ lấy xuống là cộng, chúng ta sẽ cộng vào thêm 15 phút nữa. Bây giờ chúng ta sẽ tính. 6 8 nhân cho 60, chúng ta lấy 8 x 6 48. Chục chúng ta lấy đem xuống cộng cho 15. Rồi, 480 mà cộng cho 15 thì ra là 495. Chúng ta có 495 phút. Đó là cách tính nháp nha các em nha. Tiếp theo là chúng ta tới câu là 5 phút 5 giây. Quy định ở đây là người ta kêu mình đổi ra giây. Thì chúng ta sẽ đổi số 5 phút nè, ra được bao nhiêu giây. Sau đó chúng ta cộng thêm 5 giây này vào. Như vậy là cô có là 5 phút này nè, cô nhân cho 60. Tại vì chúng ta có là 1 phút thì bằng 60 giây. Rồi, 5 phút nhân 60 sau đó cộng cho 5 giây. 5 x 6 30. 60. Cô đem xuống, chục cô đi xuống là 5 x 6 30, chục là số 0 á, cô lấy xuống cộng thêm cho 5. Thì cô được là 305 giây. Ở câu 7 phút 45 giây, chúng ta cũng đổi ra giây ha. Thì chúng ta sẽ lấy 7 phút đổi ra xem được bao nhiêu giây. Thì cô có 7 nhân cho 60, sau đó cộng cho 45 giây. Rồi, cô có kết quả như sau. 7 x 6 42. Số 0 ở đây cô lấy xuống, sau đó cô cộng cho 45. 420 mà cộng cho 45 thì cô được là 465 giây. Như vậy là chúng ta vừa thực hiện xong câu 1. Bây giờ chúng ta sang câu 2. Ở câu 2 thì yêu cầu của chúng ta là đúng thì ghi chữ đ vào ô vuông, sai thì ghi chữ s vào ô vuông ha. Câu A, 6 phút 12 giây thì bằng 612 giây. Câu này đúng hay sai các em? À, chúng ta sẽ tính đi. 6 phút thì nó là bao nhiêu giây? 6 nhân 6 là 360 giây đúng không? Cộng thêm 12 giây là 372 giây thôi. Còn đây là tới 612 giây, vậy câu này là sai. Chúng ta sẽ điền chữ s vào đây. Sơn và Trang vệ sinh mũi họng bằng nước muối. Sơn thực hiện trong 3 phút. Trang thực hiện trong 180 giây. Thời gian vệ sinh mũi họng của hai bạn dài bằng nhau. Vậy câu này đúng hay sai các em ha? 3 phút thì bằng 180 giây đúng không? Chúng ta sẽ lấy 3 nhân cho 60 thì bằng 180 giây. Đó là bạn Sơn, bạn Trang cũng thực hiện 180 giây. Như vậy hai bạn này thời gian thực hiện là dài bằng nhau. Vậy chúng ta nói là câu này là đúng ha. Chúng ta ghi chữ đ vào. Chúng ta sang câu 3. Điền giờ, phút hay giây thích hợp vào chỗ chấm. Chúng ta xem hình bên đây này. Câu A, mỗi ngày anh hai làm việc ở văn phòng là 8. Thường làm việc người ta tính đơn vị là giờ đó các em ha. Làm việc thì 8 giờ. Chúng ta ghi chữ giờ vào đây. Câu B, hai chị em đứng chờ 10 giây nữa thì điền xanh điền đỏ, người ta tính bằng giây. Chúng ta ghi chữ giây vào đây này các em. Rồi chúng ta sang câu C. Tí xem một tập phim thiếu nhi trong 15. Ở đây chúng ta sẽ điền phút vào ha. 15 phút. Rồi, chúng ta thực hiện xong câu 3. Bây giờ chúng ta xong sang câu 4 nha. Câu 4. Máy đếm nhịp giúp người tập đàn dương cầm piano giữ nhịp tốt. Nếu mỗi giây máy đếm được 3 nhịp thì có bao nhiêu nhịp trong 1 phút? Thì các em xem nè.
Nếu mà mỗi giây đếm được 3 nhịp, 1 giây là 3 nhịp nha, thì 1 phút là có 60 giây ha. Thì chúng ta lấy 3 nhân cho 60. 3 nhân 60 thì chúng ta sẽ tính nhẩm nè. 3 nhân 6 là 18. Rồi còn số 0 chúng ta đem qua. Vậy chúng ta có kết quả là máy đếm được 3 nhịp thì có 180 nhịp trong 1 phút. Đó là đáp án cuối cùng. Câu số 4. Ở phần thử thách, với mỗi câu dưới đây, em có 5 giây để trả lời. À, như vậy thì chúng ta sẽ chơi một cái trò chơi là trả lời câu ABC này trong thời gian là 5 giây nha. Câu A, nêu tên 3 con vật nuôi. Chúng ta sẽ trả lời 3 con vật trong vòng 5 giây á các em ha. Ví dụ là con mèo, con chó, con gà. À, vậy chúng ta trả lời nhanh vì nó nói không tới 5 giây nữa. Câu B, nêu tên 3 loại cây được trồng ở trường em. Ví dụ là cây bàng, hoa mười vợ. Nhiều lắm, trường mình trồng rất là nhiều cây nè. Nêu tên 3 nghề trong xã hội. Bác sĩ, giáo viên, kỹ sư ha, vân vân, nhiều lắm các em có thể tự suy nghĩ. Và các bạn chúng ta cùng đố với nhau. Và trong thời gian quy định là 5 giây. Nếu bạn nào trả lời trước 5 giây thì bạn đó chiến thắng ha. Bạn nào có câu trả lời số giây càng ngắn thì bạn đó chiến thắng. Còn bạn nào sẽ hút 5 giây quy định là thua nha các em ha. Rồi chúng ta sẽ sang phần câu cuối cùng. Chúng ta sẽ sang phần khám phá. Đọc nội dung trong sách giáo khoa, rồi điền giờ, phút, giây thích hợp vào chỗ chấm. Vậy là màn trình diễn, màn trình diễn trồng đầu leo 100 bậc thang trong vòng 53 giây. Chúng ta sẽ điền chữ giây vào đây ha. Chúng ta sẽ đọc nội dung trong sách giáo khoa nha các em. Tức là chưa tới 1 phút á. Rồi chúng ta sẽ điền số qua câu cuối cùng. Nội dung đọc thì trong sách giáo khoa, rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm. Thời gian mỗi nhịp đập của tim khoảng bao nhiêu giây. Đề của chúng ta là em tập làm bác sĩ, em đếm nhịp tim của người thân trong 1 phút. Vậy thời gian mỗi nhịp đập của tim khoảng bao nhiêu giây? Thì chúng ta sẽ suy nghĩ xem nhịp đập là khoảng bao nhiêu giây nào. Thì thời gian đập của tim thì khoảng là 1 giây ha. 1 giây sẽ đập 1 lần. Thì chúng ta sẽ điền số 1 vào đây. Như vậy là cô vừa hướng dẫn các em giải xong vở bài tập sách giáo khoa Chân trời sáng tạo, trang 96, bài là giây. Các em hãy dành mỗi ngày một ít thời gian ra để cùng giải bài tập, để rèn kỹ năng tính nhẩm nhanh và cùng thực hiện bài tập toán, vở bài tập toán của chúng ta về nhà mỗi ngày nha các em nha. Cô chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại ở tiết học sau.